không, phượng phân không mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thế trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cầu phật tử gia hộ tâm bồ đề kiên cố, chế tu hồng vững bền cha bề khổ nguồn mê chóng quay về bờ giang. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay ngày mồng 5 tháng 3 năm Kỷ Hợi, đệ tử chúng con cùng tất cả thân bằng quyến thuộc quy tụ về chùa Bát Nhã thành tâm thiêng lễ kỷ nguyện, chung thật trai tuần hương linh Phật tự, nguyện kỷ pháp danh nguyện cát, chung thân trai tuần hương linh hoàng nguyện hiền pháp danh đức liệu hầu, tiểu tường hương linh võ thị thu lan pháp danh đức liệu văn, hồi hướng cầu nguyện quá cố chư hương linh nương tựa ngoài thân chư Phật, tham sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thực hiện hiện tiền thiện nam tín nữ Phật tự nghiệp chướng tiêu trừ tai nạn viện lên, sở nguyện sở cầu đều thành tựu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài, quy nghi trọn một niệm dâng sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tan thang ưng kiếp không cùng tần. Phật chúng ranh tan thương rộng lần đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đệ châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng người, trước bảo tòa thân con anh hiền cúi đầu xin thề nguyện quy y. Nhưng tâm đang lệ tận hư không biên pháp giới quá hiền vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thành tăng thương trụ tam
bảo. Nhưng tâm đang lệ nghe ta ba giáo chủ điều ngự bổn thư Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai Hà Thanh Di là tôn Phật đại trí văn thu trữ lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát linh thân hồi thường Phật Bồ Tát. Nhưng tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật đại bi quan thế âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát biên pháp giới thánh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ta
Rao
Oh,
trụ cứu khổ Bồn Tôn, cứu Bạc Minh Đô. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Thế Tôn linh liệt vi.
phường về chúng thất trai tuần cầu siêu Phật từ pháp danh nguyện các thể danh nguyện kỹ nguyện sanh bình tỷ thường thọ bát thập tử tuệ tà thế kỷ hời niên chánh nguyệt thập ngũ nhật tài cá na đa quốc nhất vì thân hồn hướng linh nguyện hướng linh trường thừa tam bảo siêu sanh tịnh căn kim thời gia đình hiệu chủ đệ tử võ lưu bảo trân Phan Thị Mai Lưu Văn Tấn Phan Thị Sơn Hiệp Đông Chư Chúng Đặng Hiền Trú Tài Hồ Chí Minh Thành Phố Học Môn Huyền Thời Tam Thôn Xã Trung Đông Hai Ấp Cung Từ Bát Nhà Từ Kiến Diễn Hiền Cung Tiểu Tương Cầu Siêu Phật Tự Võ Thị Thu Lan Pháp Danh Đức Liệu Văn Nguyên Sanh Kỳ Dầu Tử Mậu Tuất Niên Tam Nguyệt Sơ Lục Nhật Lưỡng Thời Mạng Thế Lâm Trung Nguyện Hướng Linh Siêu Sanh Tình Căn Kim thời gia đình đệ tử Đoàn Thị Trinh Pháp Danh Nhuận Quy Hoàng Anh Vũ Nguyện Thị Thiên Lý Nguyên Quán Quảng Nam Tịnh Hiền Trú Tài Hồ Chí Minh Thành Phố Thủ Đức Quận Hiệp Binh Phước Phương Vạn Phúc Khu Dân Cư Cung từ vũ bát nhà từ kiến diễn hiện cùng chung thất trai tuần Phật tử hoang nguyện hiền pháp danh đức liệu hầu. Nguyện sanh kỷ hời từ kỷ hời niên chánh nguyệt thập tam nhất nhất vì chỉ thánh linh hồn hình. Phùng về truy niệm phối niệm cầu siêu chư gia đình đệ tử chúng đặng nội tóc ngoài đường quá có nam nữ đông thể đông hàng huynh đệ tỷ muội hữu danh vô vị hữu vị vô danh huyết xảo tạo thương xa lạc bất tương cải táng mồ phân thất tích đặng quá cố hướng linh liệt vi đồng nguyện chư linh trường thừa phật pháp di siêu thăng toàn lại kinh văn nhi giải thoát Tư lâm chung thất trai tuần tình hiệp tiễn cao siêu kiện thịnh tăng giá tuyên dương pháp sư. Phụng tùng đại thừa pháp bảo tôn kinh giá trị vàng sinh tình đồ thân chủ. Đàn lệ tam thân bựu tướng vạn đức hồng danh thập thiền nhân nguyện câu siêu đồ kim tắc cẩn cụ ngọ cũng sở văn hoa nam bãi bạch Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh Nam mô hiền tòa đạo trang bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô tây phương giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật chứng minh Phục nguyện từ bi bất xả tế độ vô biên tiếp độ quá cổ hương linh nguyện kỳ pháp danh nguyên cát
hướng lên võ thị thu lang pháp danh đức liễu văn thanh linh hoàng nguyện hiện pháp danh đức liễu hầu siêu sanh tình cảnh đồng kỳ nguyện chữ hiền tiên gia quyển tật bình tiêu trừ sợ câu giải thanh tư ngưỡng lại tam bảo chứng minh cần sở thiện vận kỳ hời niên tam nguyệt sơ ngụ nhật đệ tử chúng đặng phân hương thường sở ê a sở văn chư đệ tử đại vì quả có hương linh chỉ thanh đảnh lệ phật tam ông bái ca mâu ni Phật kệ nam mô cực lạc thế giới a di đà Phật trì nam mô đương lai hà râm nhi lực đại trí văn tu trì lợi bồ tát nam mô đại ấn vô biên bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô già lâm thanh trung tổ rư đại nam mô âm trái rư già bồ tát nam mô tổng điện minh vương bồ tát nam mô đạo trang hội thượng vương bồ tát nam mô tam và lãnh tam đa ba lô Yeah.
Ma ta nguyện
U Minh Giáo Chủ cứu khổ Bồn Tôn cứu Bạt Minh Đô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thuế Từ Phòng Quang Tiếp Độ. Tiếp độ phụng vi Phật tử nguyện ký pháp nhân nguyện cát chi linh Võ Thị Thu Lan pháp nhân đức liệu vân chi linh Hoàng Nguyện Hiền pháp nhân đức liệu hầu liệt vì chư linh Nam mô Cầu Đà Môi Bồ Tát Ma Tà Nguyện Chư Hương Lên vô lượng tôi kiếm kia la Sanna tay a vơ tên a đô đô ha cơ vọng Rồn ơ hoa lai kiến vân hồ vô đá Vâng thôi bồ giai hồi hướng phổ nguyện trầm nịch chương lên tông vạn vô lượng quang Phật sát phục nguyện tam bảo chứng minh vạn linh đồng giám tiếp độ chương lên nguyện ký pháp danh nguyện cát Võ Thị Thu Lan pháp danh đức liệu vân Hoàng Nguyện Hiền pháp danh đức liệu hầu cập quả cổ chư hương lên quy nghi ký từ tùng từ ký cốt bát nhã từ tiền hầu công đức liệt vị chư hương lên đồng trường thừa Phật lực Tông xa mê đồ siêu đăng tịnh đồ Kỳ nguyện tăng chúng tịnh thiền nam tín nữ Phật tử Chùa Ba Nhã tinh thần tu tập xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác Hiền tiền phước huệ tăng long một hầu đắc sanh Phật Nga quốc Âm điệu dương thời phạm giới chúng đàn tên giờ vô tên tề than Phật đạo chư tổ Yeah.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Thượng Tòa chứng minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 năm Kỷ Hợi, 9 tháng 4 năm 2019, tại chùa Bát Nhã, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm Trung Thất Giáo sư Nguyễn Ký, nguyên hiệu trưởng Trường Quốc học Huế, pháp danh là Nguyên Cát, sinh ngày 26 tháng 6 năm 1936, tức là năm Bính Tỵ theo âm lịch, tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ trần ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi nhằm ngày 19 tháng 2 năm 2019 ở tại đất nước Canada, hưởng thọ 84 tuổi. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, Giáo sư Nguyễn Ký là một nhà giáo dục lỗi lạc của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Người là hiệu trưởng một ngôi trường nổi tiếng nhất Việt Nam thời bấy giờ, đó là Trường Quốc học Huế, nơi đã đào tạo nhiều thế hệ nhân tài kiệt xuất cho đất nước, dân tộc và cho nhân loại. Sau một thời gian dài làm hiệu trưởng Trường Quốc học, giáo sư được chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ bổ nhiệm vào thủ đô Sài Gòn làm chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Thanh niên của chính quyền lúc bấy giờ. Nói về tôn giáo thì giáo sư được sinh ra và trưởng thành trong một gia đình ngưỡng mộ đạo Phật, là một Phật tử chân chánh. Giáo sư có pháp danh là Nguyên Cát, là đệ tử của Đức Cổ Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thù, bậc tăng của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ 20. Giáo sư cũng là bào huynh của Hòa Thượng Thích Khế Trơn, đương kim Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay. Sau ngày đất nước hòa bình lập lại, giáo sư định cư ở Sài Gòn một thời gian. Trong thời gian ở đây, giáo sư cảm mến đạo hạnh của Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, viện chủ chùa Bát Nhã. Lúc bấy giờ thì Hòa Thượng là một tăng sinh và cũng là một cựu học sinh Trường Quốc học. Mến đạo hạnh của Hòa Thượng nên giáo sư phát tâm cúng mảnh đất ở đây để Hòa Thượng xây dựng chùa Bát Nhã. Sau đó giáo sư ra đi định cư ở Canada những tháng ngày xa quê, nhưng giáo sư vẫn canh cánh bên lòng nhớ về quê hương xứ sở, gợi tấm lòng qua phần công đức cho chùa Bát Nhã ngày càng rạng rỡ như hôm nay. Cách đây 49 ngày, giáo sư đã vĩnh biệt trần thế, tưởng niệm công đức của giáo sư đối với ngôi chùa. Đại đức Thích Nhuận Từ, đại đức Thích Nhuận Bi và chư tăng cùng Phật tử chùa Bát Nhã đã ghi khắc công ơn tổ chức lễ tưởng niệm ngày tiễn đưa giáo sư về nơi an nghỉ cuối cùng và thỉnh di ảnh giáo sư cùng hương linh để nhập vào chùa Bát Nhã đời đời hương khói cho giáo sư. Hôm nay ngày lễ Trung Thất trai tuần, chúng con là vô cùng vinh dự được cung đón Thượng Tòa Thích Đạt Đức trụ trì chùa Hải Quang, Sài Gòn, đại đức Thích Quảng Thánh chùa Long Vịnh, đại đức Thích Trúc Phủ chùa Tịnh Quang, đại đức Thích Thiền Mỹ, đại đức Thích Quảng Hiếu trụ xứ chùa Hải Quang, đại đức Thích Thị Vinh trụ trì chùa Bửu Đà, quận 10, đại đức Thích Đồng Đạt trụ trì chùa Hội Phước, tỉnh Đồng Nai, đại đức Thích Trịnh Phương trụ trì chùa Phổ Đà Sơn, tỉnh Bình Thuận, đại đức Thích Trịnh Độ trí sự chùa Pháp Vân, đại đức Thích Từ Trung chùa Lộc Hòa, Đắk Lắk, đại đức Thích Trung Tú chùa Ân Long Thành, Đồng Nai, đại đức Thích Vĩnh Tâm chùa Phổ Đà Sơn, Bình Thuận và chư tăng chùa Bạc Nhã.
Về phía quý vị khách mời cũng là người giáo sư Nguyễn Ký, trong đó có cựu học sinh trường Quốc học Huế cùng thân bằng quyến thuộc của giáo sư đến để đốt nén tâm hương tưởng niệm giáo sư đã vĩnh biệt chúng ta trong cảnh sinh ly tử biệt của cuộc đời. Trước Phật đài trang nghiêm, chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Nhật Từ dâng lời tạc bạch cúng dường và tưởng niệm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Sám Chủ, trụ trì Hải Quang Từ, ngưỡng bái bạch chư Thượng Tọa Đức Tăng. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 3 năm Kỷ Hợi, đệ tử chúng con sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, giáo sư Nguyễn Ký, pháp danh Nguyên Cát, là một Phật tử thuần thành kính tín Tam Bảo, với nguyện vọng cải gia vi tử, mong muốn mảnh đất vườn ngôi nhà của sẽ trở thành ngôi chùa làm nơi quy tự hướng tâm tu học cho hàng xuất gia và tại gia. Năm 1990, hồi đủ duyên lập gia đình sư Nguyễn Ký đi định cư tại Canada, ông cùng gia quyến đồng lòng phát tâm hiến cúng mảnh đất vườn nhà cho thầy chúng con. Và nhân duyên từ đó, ngôi chùa Bắc Nhã được hình thành. Trải qua nhiều năm tháng, thầy chúng con cùng chư vị tiền bộ công, tiền nam tín nữ từ gần xa từng bước xây dựng và thần tù trang nghiêm như tâm nguyện của giáo sư Nguyễn Ký. Được việc làm cấp vô cùng ý nghĩa của gia đình giáo sư Nguyễn Ký, hướng tới ngôi nhà Phật Pháp, nghĩ tới lợi ích tha nhân, hôm nay chùa Bắc Nhã chúng con trụ trì tăng chúng thiền tín nam nữ Phật tử, cựu học sinh Quốc học Huế, với tinh thần tri ân và báo ân uống nước nhớ nguồn, và thành tâm tổ chức lễ cầu siêu chúng thất trai tuần cho hương linh ân nhân Phật tử Nguyễn Ký, pháp danh Nguyên Cát. Nhân dịp này, chúng con thành tâm sắm sửa tình tài phẩm vật cúng dường mười phương chư Phật và hiền thiền chư tôn thiền đức tăng, hồi hướng công đức, nguyện cầu hương linh nương nhờ oai thần Tam Bảo, nhân duyên phước lành mà được siêu sanh tịnh độ, cầu nguyện hiền tiền quyến thuộc tăng phước tăng thọ. Ngược mong trên chư tôn tiền đức từ bi hoan hỷ nạp thọ lễ phẩm cúng dường để hương linh quá vãng và hiền tiền quyến thuộc được ân tiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Sau lời tưởng niệm và tạc bạch cúng dường, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Thích Đạt Đức ban đạo từ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời tác bạch của Đại Đức Thích Nhận Từ, trụ trì chùa Bát Nhã, đại diện cho toàn thể tăng chúng thiền nam tín nữ và Phật tử, cũng như thân hữu cựu giáo sư cũng như học sinh trường Quốc học Huế, hôm nay nhân ngày trung thất trai tuần của hương linh Nguyễn Ký, pháp danh Nguyên Cát, nguyên là giáo sư hiệu trưởng trường Quốc học Huế, đặc biệt là người đã phát tâm cúng mảnh đất nơi đây để trở thành chùa Bát Nhã ngày nay. Tất cả chư tăng cũng như Phật tử
về đây chỉ một lòng cầu nguyện cho người có công đặt nền tảng xây dựng một ngôi chùa được vãng sanh về cảnh giới an vui, đồng thời làm tròn cái hành nguyện của một người phát tâm cúng dường mảnh đất xây chùa có lợi lạc cho nhiều người. Tất cả chúng ta đều ước mong chùa Bát Nhã càng ngày càng được trang nghiêm về mặt hình thức. Nhưng điều quan trọng hơn chính là nội lực tu tập của chư Tăng và Phật tử khi trở về nơi đây. Đó chính là điều kiện tốt nhất để ngôi chùa Bát Nhã này tồn tại mãi mãi. Đồng thời chùa Bát Nhã cũng là nơi quy hướng quay về của bao nhiêu lớp người khi còn sống thì về tu tập, về giao lưu, về thân cận, về học hỏi. Mà khi qua vãng, nơi đây cũng là nơi để mà gửi gắm thân tứ đại ở nơi mảnh chùa này, cũng như gửi hướng hồn quy y ở ngôi chùa này. Đó là chúng ta đã làm tròn cái ước nguyện của giáo sư Nguyễn Ký, người đã cúng cái mảnh đất này. Đồng thời qua đây chúng ta cũng học được một điều: chúng ta có thể có được tất cả, dù đó là tài sản, dù đó là của cải vật chất, nhưng nếu không có tâm, không có buông xả thì khó mà được như ngày hôm nay. Vì giáo sư Nguyễn Ký là một người có niềm tin đối với Tam Bảo, vẫn biết rằng khi xưa mảnh đất này nó không có giá trị, nó chỉ là một ruộng rau muống, chỉ có một ngôi nhà nho nhỏ, nhưng nếu một người mà nhu cầu về vật chất còn ham muốn thì mình sẽ bán rồi đem tiền để đi định cư nước ngoài. Nhưng mà giáo sư Nguyễn Quý không làm điều đó. Nghĩ đến ngôi nhà mình ở, mảnh vườn mình làm, muốn biến thành và mong ước trở thành một đạo tràng tu tập, và cũng đã tìm tất cả người để giao, và đã chọn Hòa Thượng Thích Đạt Đạo. Âu là cũng giống như ngày xưa khi mà ông Cấp Cô Độc, một người giàu có, vì thương dân của ông ở thành Xá Vệ chưa biết đến Phật, muốn thỉnh cầu Phật về cái vùng đất đó để hướng dẫn hóa độ, cho nên ông đã phát tâm
mua một mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà để xây dựng và trở thành tu viện Kỳ Viên. Ngày hôm nay giáo sư Nguyễn Ký cũng thế, cũng đã tìm rất nhiều người và cuối cùng cũng đã chọn được Hòa Thượng Thích Đạt Đạo là một người có đức độ, là một người có tâm hoằng pháp, hoằng truyền để giao. Chúng tôi được biết rằng ngày xưa đó có rất nhiều người muốn cái mảnh đất này, nhưng mà giáo sư Nguyễn Ký không giao mà chọn Hòa Thượng Đạt Đạo đã giao. Như vậy là giáo sư cũng đã nhìn thấy, đã biết được giao đúng người, đúng việc. Hôm nay chùa Bát Nhã đã được thành tựu. Chư vị là những người thừa kế, có trách nhiệm làm sao phát triển đạo tràng chùa Bát Nhã càng ngày càng được trang nghiêm. Điều quan trọng là tăng chúng có nội lực tu tập, đồng thời hướng dẫn cho Phật tử đến chùa là bỏ bản ngã, cùng nhau xây dựng một đạo tràng tu tập vững chãi, đồng thời cũng đem tình thương của mình ban rải khắp mọi nơi. Có như vậy, tâm nguyện của người đã mất được thảnh thơi. Và hôm nay quý vị cũng đã vì người tiền bối tổ chức lễ cầu siêu, thiết trai cúng dường. Đồng thời, đặc biệt là quý vị đã có một vị trí để thờ người có công, thì như vậy chư tăng tán thán cái công đức của Đại Đức Trụ Trì cũng như chư tăng của chùa Bát Nhã. Chư tăng cũng hoan hỷ đón nhận sự cúng dường này, hồi hướng phước báo, cầu nguyện cho quá cố chư tiên linh thờ tự tại chùa được vãng sanh cực lạc, cầu nguyện cho giác linh của Hòa Thượng Thích Đạt Đạo gia hộ cho chùa Bát Nhã càng ngày càng được phát triển, cầu nguyện cho tăng chúng được an hòa, cầu nguyện cho hiện tiền thiện nam tín nữ Phật tử, đặc biệt là những thân hữu giáo sư, cựu học sinh của trường Quốc học Huế có mặt ngày hôm nay được mọi sự an lành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thượng tọa cùng chư tôn thiện đức tăng đã từ bi hoan hỷ ban cho hàng đệ tử chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý báu, khuyến tấn hàng đệ tử chúng con trên bước đường tu học hoằng pháp đời sanh. Chúng con xin thành kính đảnh lễ niệm ân, khắc cốt ghi tâm, chỉ thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Cung thỉnh thượng tòa chứng minh sám chủ khởi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư.